Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2019. Em tiếp tục có thêm Tannoy Thunberry GR hàng mới nguyên thùng xốp. Tiếp tục về trong lô hàng 10 cặp đợt này. Hai cặp về hôm trước thì đã bán hết ngay. Sau ngày hôm đó thì hôm nay tiếp tục về thêm hai cặp nữa mới tinh hình tịch, giá 116 triệu. Có vài bác hôm trước hỏi chậm thì hàng đã hết. Hôm nay tiếp tục có thêm hàng. Các bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để mua sắm cho mình cặp loa Tannoy Thunberry rất là hot này. Giá hãng đang là gần 160 triệu. Giá em xách tay về thì giá là 116 triệu thôi, giá rất hợp lý. Tannoy Thunberry GR, đây là một cái model rất là hot của Tannoy. Có mức giá rất hợp lý mà chất âm của nó rất là tuyệt vời. Dễ thanh khoản, dễ phối ghép và chơi chất âm rất tuyệt vời. Hai cặp đẹp lung linh, mới tinh tình.